thôi, như thế thì bọn mình sẽ bị ngồi ghế cuối mất thôi. Bin, tại sáng nay cậu dậy muộn nên bọn tớ mất thời giờ đợi đấy, phiền phức quá. Nhưng ngồi ghế cuối thì có sao đâu nhỉ? Nhưng tớ sợ bị say xe lắm. Các em đến muộn, mau lên xe đi nào. Nursing làm sao thế? Hu cô ơi, em sợ bị say xe lắm ạ. Hay chúng mình lên kia chọc nursing đi. Hi hi. Tớ không đùa đâu, các cậu mau về chỗ đi không thì tớ mách cô đấy. Này, hai cậu còn không mau dậy đi, xe chuẩn bị lăn bánh rồi đấy. Ôi, bọn tớ nhức đầu quá, không muốn lên xe nữa đâu. Cô ơi, các bạn không chịu dậy này. Lúc đi các bạn còn mải đùa nghịch, thế mà bây giờ lại lăn ra kêu mệt. Dậy thì dậy, ôi giả. Thưa cô, chúng ta thường hay bị say tàu xe là do nguyên nhân gì ạ? Em hỏi đúng lúc lắm. Hiện tượng say xe là do trong tai chúng ta có một bộ phận có tên là tiền đình. Nó ghi nhận vị trí cơ thể trong không gian như đi, nằm, ngồi hay chạy. Bộ não của chúng ta sẽ thu tín hiệu từ mắt và tiền đình, kết hợp chúng lại để biết chính xác ta đang ở trạng thái nào. Tuy nhiên, khi đi trên xe, tiền đình ghi nhận cơ thể chúng ta đang đứng, nhưng hình ảnh thu được từ mắt lại thể hiện cơ thể đang di chuyển. Mắt và tiền đình trái ngược nhau như vậy, khiến não bối rối, dẫn đến hiện tượng say xe, nhức đầu. Đúng như lời cô dặn trước đó, em đã ngồi yên và nhắm mắt lại, do vậy nên em không bị say xe nữa. Những người hay bị say xe nên hạn chế đảo mắt, như thế thì tín hiệu trong não mới hài hòa và cân bằng được. Lúc nãy, nursing nói với mình, trên xe phải giữ cho mắt nhìn về một phía, cơ thể không được di chuyển, nhờ thế mà tớ thấy đỡ nhức đầu hơn hẳn. Đúng vậy, nhưng sao nursing không nói từ đầu nhỉ, làm cho tớ say xe cả buổi, mất ăn. Tóm lại là trưa nay chúng ta phải ăn một bữa no lê mới được.